Xin chào Mai Tình Yêu đây. Và đây là một video clip chỉ dành cho khách hàng nam, chỉ dành cho các bạn là con trai. Nên là các bạn nữ ấy, nếu là các bạn nữ đang xem video clip này thì hãy tắt đi, đây không phải là video dành cho bạn đâu. Nếu là các bạn là con trai thì hãy ở lại video clip này. Tôi xin hứa rằng vài phút bạn xem video clip này nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ nói với cả bạn về một cái phương pháp quyến rũ mới mang tên là phương pháp Aroma Therapy. Đấy, thì đây là một cái phương pháp mà khoa học nghiên cứu về tác động của mùi hương lên tâm trí của con người. Đấy, và người ta bằng thí nghiệm thì các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng là có những cái mùi hương có thể tạo ra nhiều cao trào cảm xúc rất là đặc biệt. Đây là nền tảng để tạo thành cái mang tên là cái, tôi mang tên là cái nước hoa chinh phục. Của nữ thì chúng tôi có một cái nước hoa quyến rũ, của nam ấy thì có một cái loại nước hoa chinh phục. Đấy, trông một rất là đẹp. Và bản thân tôi, cá nhân tôi thì tôi cực kỳ thích cái mùi nước hoa chinh phục này luôn. Bởi vì nước hoa chinh phục ấy là mùi để nam xịt nhưng mà để cho nữ thích. Đấy, thì tôi nói thật là ngửi cái tự nhiên bùn rùn hết cả chân tay, quên mất cả mình đang quay video clip. Đấy, còn cái nước hoa quyến rũ của nữ ấy thì mùi đấy thì là mùi để cho nam thích, nhưng mà cái mùi nước hoa chinh phục này, đấy thì mở ra một cái là tôi phải đóng lại, bùn rùn hết cả chân tay. Và khi mà sử dụng, một người đàn ông mà sử dụng cái loại nước hoa chinh phục này, đấy thì bạn sẽ kích thích cơ thể mình tự sản xuất ra cái hormone để quyến rũ đối phương. Đấy, và cái mùi nước hoa chinh phục này nó sẽ chạm vào những cảm xúc sâu kín nhất của người phụ nữ của bạn. Đấy, và sẽ khiến cho người phụ nữ ấy run lên những cảm xúc mãnh liệt trước sự quyến rũ không thể cưỡng lại được từ cái người đàn ông mà sử dụng cái mùi nước hoa chinh phục này. Đấy, cứ phải một khi mà đã cầm lên thì tôi cứ phải ngửi một cái, vì tóm lại là tôi cực kỳ say mê cái mùi này. Đấy, và khi mà lần đầu tiên ấy, chồng của tôi gặp tôi, đấy thì anh ấy là người sử dụng cái mùi nước hoa chinh phục này, và tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác cái buổi sáng khi mà gặp anh ấy, buổi sáng đầy nắng. Đấy, và khi mà ngửi thấy mùi này một cái là tôi ấn tượng luôn, và cái hình dung của tôi là một người đàn ông cực kỳ hào hoa phong nhã, một người giàu có và thanh cao. Đấy, thì đây là cái mùi mà cái mùi nước hoa chinh phục này nó gợi cho tôi cái cảm giác như vậy về cái người đàn ông. Thế và sau này khi mà tôi nghiên cứu kỹ hơn về nước hoa chinh phục thì tôi mới hiểu rằng là trong những cái thời điểm đặc biệt ấy, bạn biết là ở động vật thì trong cái thời điểm mà khi mà các cái con cái hoặc là con đực ấy nó bắt đầu muốn gặp nhau đấy, để nó giao phối, để nó yêu đương nhau, đấy thì nó tiết ra một cái loại mùi cực kỳ đặc biệt. Đấy, và dựa vào cái mùi đấy, ví dụ các con đực ấy, khi động đực ấy, thì nó tiết ra mùi đặc biệt đấy, và các con cái thì nó dựa vào mùi đấy nó biết được là con đực nào đang mong muốn được yêu thương, đang mong muốn được gần gũi. Đấy, thì đấy là một trong những cái nguyên lý để tạo thành cái nước hoa chinh phục. Đấy, nó chiết xuất những cái hormone, những cái thứ mà để tạo ra cái cảm xúc chinh phục không thể nào cưỡng lại được của một người đàn ông. Đấy, và đưa vào trong cái loại nước hoa mang tên là nước hoa chinh phục. Đấy, và từ trước đến giờ ấy, thì nước hoa chinh phục thì tôi thường là tôi không bán rộng, mà tôi chỉ bán cho những khách hàng mà đã là khách hàng VIP của tôi, và luôn luôn ở cái mức giá là 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Đấy, và những khách hàng một khi mà đã dùng thì cứ nhập lại liên tục. Đấy, và đến mức mà trong khoảng thời gian 6-7 tháng vừa rồi thì tôi cháy hàng luôn. Đấy, nhưng mà sau đó ấy, thì đợt này thì tôi lại có được một cái cuộc đàm phán với cả nhà sản xuất của tôi ở bên Nam Mỹ. Đấy, thì đấy là một cái người rất là tuyệt vời. Thì người ấy đã đồng ý để cho chúng tôi ra một cái công thức mới mà nó có thể giảm được giá thành sản xuất và có thể đưa được cái sản phẩm nước hoa chinh phục này tới đông đảo mọi người hơn. Và lúc trước thì nước hoa chinh phục ở trong một cái chai khác, đấy, trông rất là mạnh mẽ, rất là hùng hổ. Đấy, nhưng mà để giảm giá thành sản xuất và có thể đưa được cái nước hoa chinh phục này tới nhiều người hơn thì chúng tôi đã đưa nó vào cái chai thủy tinh này. Đấy, và tôi biết được rằng ấy, thì tốt gỗ, tốt nước sơn. Đấy, và ở bên trong ấy, cái nội dung ở bên trong nó là điều quan trọng. Đấy, và khi mà bạn sử dụng theo đúng cái phương pháp mà Luân Xa ở trong cái tờ sử dụng, hướng dẫn sử dụng của nước hoa chinh phục thì tôi chắc chắn rằng nó sẽ có hiệu quả. Đấy, và giải thích rằng Luân Xa là gì. Đấy, thì trong cơ thể một người thì nó sẽ luôn có 7 Luân Xa. Đấy, và 7 Luân Xa này được sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới. Và mỗi Luân Xa này nó đều có một mục đích và liên quan tới cảm xúc khác nhau. Đấy, ví dụ như là mình mong muốn có một cái cảm xúc hào hứng hay là đam mê, đấy thì mình phải mở một cái Luân Xa. Mà để mở một Luân Xa ấy, thì phải mở từ trên xuống dưới theo đúng trình tự.
Đấy, bởi vậy cho nên là cái nước hoa chinh phục này nó tác động vào nhiều luân xa và nó sẽ điều khiển cái nguồn năng lượng cảm xúc, cái sự tình dục, cái sự say mê và sự gần gũi của cái người sử dụng cũng như là người được ngửi. Thì để sử dụng cái nước hoa chinh phục này thì mình sẽ phải theo đúng cái thứ tự trình tự chính xác là lần xịt số 1 thì ở đâu, số 2 ở đâu. Và trong đó ấy, thì cái lần xịt số 6 thì sẽ chỉ sử dụng vào dịp đặc biệt. Còn lần xịt số 7 thì sẽ chỉ sử dụng trong các dịp rất đặc biệt. Có nghĩa là một năm ấy, thì mình chỉ nên sử dụng vài lần. Bởi vì những cảm xúc mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ mà nó tạo ra thì một năm chỉ nên tạo ra vài lần để người ta có cơ hội để mà nhớ đến bạn khi mà tự nhiên được gặp lại cái mùi hương này. Đấy, cho nên là cái chai nước hoa chinh phục này nó rất là nguy hiểm. Và tôi cũng cần đảm bảo rằng những người đàn ông mà sử dụng loại nước hoa chinh phục này phải sử dụng trên đúng đối tượng. Đấy, chồng thì sử dụng để có thể tăng thêm cái sự khoái cảm, tăng thêm cái sự gần gũi với cả vợ khi mà gần gũi vợ. Đấy, thế còn một người đàn ông còn độc thân thì sử dụng cái nước hoa chinh phục này trên một người phụ nữ cũng còn độc thân. Đấy, thì tôi tin chắc rằng khi mà bạn sử dụng đúng theo đạo đức và luật pháp ấy, thì cái chai nước hoa chinh phục này nó sẽ trở thành một trong những công cụ mà bạn thích nhất, một trong những công cụ mà bạn cảm thấy ngạc nhiên nhất khi mà mình sử dụng. Đấy, thì như tôi đã nói là nước hoa chinh phục ấy, thì nó luôn có mức giá là 3-4 triệu, 5 triệu. Đấy, và lần cuối cùng mà tôi đẩy bán trước khi mà cháy hàng thì nó ở mức giá là 4.980.000, gần 5 triệu. Đấy, tuy nhiên là trong đợt này, đấy, vì chúng tôi có thể giảm được chi phí sản xuất và có thể điều đình được với cả nhà sản xuất, cho nên là chúng tôi có thể bán được cái chai nước hoa chinh phục này với mức giá là chỉ có 980.000. Đấy, và cái mức giá này ấy, thì chúng tôi cũng chỉ có 10 chai. Đấy, riêng chai cho nam này chúng tôi đúng là chỉ có 10 chai thôi. Đấy, cho nên là với những bạn nam mà nhanh tay để mong muốn để sở hữu được cái chai nước hoa chinh phục này nhanh chóng thì bạn sẽ có các cách sau đây. Thứ nhất là bạn hãy vào trong cái, vấn đề là bạn gọi điện thoại thẳng tới hotline là 0936082928. Và cách thứ hai là bạn đăng ký vào cái đường link ở bên dưới, đường link ở trong phần mô tả video này bên dưới, hoặc là bạn tìm cái đường link ở trong phần bình luận, trong phần comment. Đấy, thì hãy nhanh tay gọi điện thoại tới số điện thoại này, hoặc là sử dụng đường link ở đây để có thể đăng ký kịp cái loại nước hoa chinh phục có mức giá là 980.000. Đấy, và đây là mức giá mà giảm hơn rất nhiều so với cả cái chai lúc trước. Lúc trước ấy, thì chai nước hoa chinh phục nó là chai 10ml thôi, thì đương nhiên cái chai thủy tinh rất là đẹp, thì 10ml đã có mức giá là 4.980.000. Thế còn bây giờ thì nó giảm chỉ bằng 1/5. Đấy, có mức giá là 980.000. Và hãy nhanh tay nhìn đăng ký ở cái đường link ở bên dưới, hoặc là gọi điện thoại tới 0936082928. Và cảm ơn bạn, hẹn gặp lại bạn trong những video clip sau. Bye bye.